Lượng Trung, Trương Lượng Trung. Ờ, tới liền. Anh đến đây đi. Nhanh lên. Gì vậy? Anh coi. Thì là chai nước hoa thôi. Anh hãy coi thành phần của nó đi. Thành phần gì chứ? Xạ hương. Bên trong này có xạ hương đó. Có xạ hương thì đã sao? Có xạ hương thì sao? Trong Chân Hoàng truyện có biết bao nhiêu phụ nữ vì xạ hương này mà bị sảy thai đó, anh biết không? Em còn nghĩ sao thằng ranh đó tự dưng lại hiểu chuyện như vậy. Mới cách đây 2 ngày còn cãi nhau với nó, sau đó tự dưng nó chạy vào phòng rồi còn xin lỗi em, tặng nước hoa cho em, xịt nước hoa khắp phòng luôn. Thì ra nó xem Chân Hoàng truyện muốn làm em bị sảy thai. Thằng nhóc đó đúng là độc ác mà. Con yêu của mẹ. Em sao vậy? Đau bụng hả? Em không có đau, nhưng em thấy rất là sợ. Em à, nó còn nhỏ thì làm cái gì mà biết nham hiểm được chứ. Hơn nữa, mấy thứ ở trong phim như vậy mà cũng tin tưởng được sao? Hả? Nói sao em cũng là người có học thức cao mà. Em tin xạ hương có thể khiến người ta sảy thai thật sao? Mặc kệ chuyện này có phải là thật không, mặc kệ nó có làm cho em sảy thai không, nhưng Trương Tiểu Vũ có lòng dạ đó thật. Nó mới bay lớn, chứ sau này nó lớn rồi thì phải làm sao? Tiểu Vũ á, nó phá thiệt đó, nhưng mà bụng dạ không có xấu đâu. Ê, phải rồi, không phải thời gian trước hai người tốt với nhau rồi sao? Sao bây giờ lại cãi nhau nữa rồi? Vì chuyện ký tên. Ký? Em lại ký tên mà kiểm tra cho nó nữa sao? Hả? Anh không phải đã kêu em đừng có ký rồi sao? Lần này nó được bao nhiêu điểm vậy? 25. Hai mươi lăm điểm mà ký tên cho nó sao? Em đâu có ký tên đâu, nên em với nó mới cãi nhau đó. Cũng tại vì em đã không chịu ký tên cho nó, nên nó mới mua nước hoa về trả thù em, muốn hại em sảy thai. Trương Lượng Trung, đứa bé trong bụng của em cũng là con của anh mà. Anh không biết tội nghiệp cho nó chút nào sao? Anh phải giải quyết cho em đi. Thằng ranh đó đúng là độc ác mà. Được rồi, được rồi, được rồi. Tiểu Vũ nó cũng có làm vậy đâu. Hả? Vậy đi, bây giờ đã khuya lắm rồi, chứ nó cũng ngủ rồi. Sáng mai thức dậy, sáng mai thức dậy anh sẽ hỏi nó có được không hả? Vậy sáng sớm ngày mai anh phải đến bệnh viện cùng với em để bác sĩ khám xem đứa bé có khỏe hay không. Ừ, đi siêu âm luôn nữa, được chưa? Mà khoan đã, 25 điểm, môn hóa, ngữ văn, môn nào 25 điểm vậy? Môn toán. Trước giờ nó học toán dở mà. Ba. Tiểu Vũ. Dạ con chào chú. Con chào chú. Tiểu Vũ à, ba có chuyện này muốn nói riêng với con đó. Cô qua đây. Không sao, ba cứ nói ở đây đi. Bọn họ là bạn thân của tôi, không cần tránh mặt họ đâu. Môn toán kiểm tra 25 điểm, tính như vậy cho qua luôn sao? Có phải không? Hả? Tina không ký tên cho con, con tặng một chai nước hoa của xạ hương cho dì ấy là có ý gì? Hả? Hả? Cô xem Chân Hoàng truyện nhiều quá bị trúng độc. Con giải thích điều này cho ba đi. Dĩ nhiên ba mong chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Ba cũng tin con trai của Trương Lượng Trung. Hiểu lầm cái đầu của ông đó. Tôi nói ông biết ông Trương Lượng Trung, tôi cố tình lấy thuốc hại bà ta đó có được chưa? Có giỏi thì ông đại nghĩa gì thân bắt tôi cho sở cảnh sát đi. Ông tránh ra. Tiểu Vũ. Chú Trương ơi, chuyện này thật tình chú hiểu lầm Tiểu Vũ rồi. Cậu ấy muốn làm quà với dì Tina cho nên mới mua nước hoa tặng cho dì ấy. Hả? Thật sao? Chính là con đã giới thiệu loại nước hoa đó khi Tiểu Vũ đi mua. Nhãn hiệu đó nổi tiếng như vậy, cả thế giới đều đang dùng nó. Sao chỉ có vợ chú không dùng được? Chú Trương ơi, có phải trong mắt người lớn thì con nít tụi con làm gì cũng sai? Có phải trong mắt các chú tụi con cũng là món đồ chơi? Nếu vui thì khen, còn nếu không thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tụi con, phải không chú? Đó. Chuyện lần này người đã sai là chú đó chú Trương. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cậu xem có Trương Tiểu Vũ nữa. Cậu nói Trương Tiểu Vũ sao? Giỏi thật đó. Mà nói cậu nghe, cậu ấy đánh trống hay lắm. Lúc cậu ấy đánh trống, trông cậu ấy đẹp trai lắm. Còn được hạng ba nữa chứ. Ê, cầm. Chào chú Trương. Tiểu Vũ đâu rồi? Cậu ấy đang tập ở trong sân.
Chú mau xem đi kìa. Trời ơi. Giỏi thiệt. Thằng Ranh này mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Chú qua đó tìm nó nha Cầm Cầm. Dạ con chào chú. Chào con, chào con. Chuyện qua đây. Lòng tôi vốn sáng như trăng rằm, chỉ tại trăng rằm soi xuống cống thôi. Đối phó với loại phụ nữ đó tuyệt đối không thể sử dụng chính sách ôn hòa được. Cậu còn rảnh rang chỉnh thờ bậy bạ ở đây nữa hả? Mình nói cho cậu biết, còn 3 ngày nữa đã phải thi đấu rồi. Đến lúc đó cậu phải thi tốt, cố gắng PK hết đối thủ khác. Sau này cậu trở thành ngôi sao lớn, nhất định phải kể chuyện này cho phóng viên nghe biết chưa? Cuối cùng đừng quên giả bộ nhún vai rồi từ từ quăng cho họ một câu. Được, cậu đọc thiệt đó. Mình vào phòng nhà để tập hát đi. Tiểu Vũ. Dạ con chào chú. Gì vậy? Bắt tôi tới sở cảnh sát đi. Bắt đi. Nè bắt đi. Bắt nhanh lên. Tiểu Vũ, lần này đúng là ba hiểu lầm con rồi. Gần đây ba bận nhiều câu chuyện quá, mắt lại bị bệnh, thiếu máu lên não rất trầm trọng, cho nên lúc nãy gấp quá đã nghĩ sai là sự việc. Tiểu Vũ, bây giờ ba xin lỗi con. Ê nè nè nè, giờ ông điên rồi hả? Đang ở trong trường, nếu lỡ mà bị chủ nhiệm giám thị thấy được, còn không lột da của tôi nữa sao? Còn sống nổi nữa hả? Ba chỉ muốn là xin lỗi con một cách chính thức vậy thôi mà. Ba già rồi, người già hồ đồ, cô đừng có để trong bụng nữa, có được không? Nhưng mà mấy câu cửa miệng đó của ông, tôi bị tổn thương tâm hồn, ông tính bù đắp sao đây? Tâm hồn? Nếu cô thật sự có thể gia nhập vào đội nhạc đó, ba mua cho con nguyên bộ trống mới luôn, có chịu không? Có thấy sao? Thật đó. Hồi nãy ba thấy poster dán ở đó rồi, cô đã vào được 2 vòng. Giỏi lắm đó con. Hả? Mặt trời bầu từ hướng Tây rồi. Ba còn thấy có chút không quen nữa. Chưa lần nào ba nhìn thấy con đứng hạng 3 trở lên đó. Đứng hạng 3. Giỏi. Nhấp con. Thôi được rồi. Nói xong chưa? Hả? Nói xong tôi đi đó. Tôi còn tập trống nữa. Nè, ba nói được sẽ làm được đó. Lúc đó cho con tự đi chọn trống, chọn tùy ý, thích bộ nào cứ nói với ba nha. Bệnh sao? Bà là ai hả? Bà kêu tôi không đánh thì tôi không đánh sao? Dì là mẹ của con, của ba con. Hiện giờ nhịp tim của dì đang không bình thường, con còn đánh trống như vậy nữa, đứa bé xảy ra chuyện gì thì sao? Liên quan gì tôi chứ? Không phải phòng của bà đã lắp đặt cái gì vật liệu cách âm tốt nhất sao? Phòng tôi bị động đất mà còn không nghe được mà. Tiểu Vũ, đừng có quá đáng quá. Bà chủ đừng giận nữa, uống chén canh gà cho bớt sợ. Bà có dám uống không? Ba không sợ là tôi đã bỏ trong đó thuốc phá thai hay cái gì đó hay sao? Bà khốn kiếp! Bà có biết trống kỵ nhất là bị dính dầu với lại nước không? Bà cố tình làm vậy đúng không? Thằng bạn ác độc mà! Bà đợi đó! Chị ơi! Đi mau! Đi mau! Mau lên! Cẩn thận! Cẩn thận! Tiểu Vũ, cậu đang tính làm cái gì vậy? Bỏ ra! Không thể bỏ được. Hai cậu làm gì vậy? Thôi mà, bà đứng lại. Bà Vũ mà đốt đi. Tiểu Vũ, bỏ ra xuống đi mà. Con mau bỏ ra, tính làm gì vậy? Bỏ xuống đi. Lutina, bà ra đây. Ra đây, bà mau ra đây, nhanh lên. Ra đây mau. Ra mau. Lutina, ra đây. Biến đi, không tới lượt gì quản tôi. Thường ngày bắt nạt tôi cũng thôi đi, còn làm hư đồ của tôi nữa. Bà ra đây, nhanh lên. Tiểu Vũ, ra Tiểu mau. Vũ ơi, có gì từ từ nói mà. Tiểu Vũ, Lutina, Tiểu Vũ, ra đây, bà phải giải thích rõ ràng cho tôi, bà mau ra đây.
Cô nhanh lên. Tiểu Vũ à, thôi đi mà. Ra đây. Alo, có người muốn giết tôi. Các anh mau đến đây, mau lên đi. Mau lên, đến đây đi. Ra đây, nhanh lên. Mau đến đi, mau lên. Đứng đi nè. Ra đây. Chào anh cảnh sát, mấy anh tới rồi, may quá. Người đâu? Bên này nè. Lucina, mau ra đây nhanh lên. Ra đây mau. Hả? Lucina, dừng lại. Lucina, bỏ ra. Bỏ ra, đứng dậy mau. Mấy người tới nhà tôi làm cái gì hả? Có báo cảnh sát, nó có người chém người. Chém người? Tôi cầm cái chảo để chém ai chứ? Bà ta người ác đi kiện trước. Bà ta lấy dầu nóng tạt hư trống của tôi kìa. Là đồ mẹ tôi để lại cho tôi đó. Ra đây đi, không sao rồi. Bà còn dám ra đây hả? Nó, đứng yên đó. Nó muốn giết tôi đó. Cô đừng có nghĩ bậy, nó chỉ là một đứa con nít thôi, có thể làm được gì chứ. Cô cũng vậy, cô nghĩ coi, nếu ai đập hư đồ đạc của mình thì mình cũng phải nổi giận vậy thôi. Cô mà nói tiếng xin lỗi với em trai của mình vậy là xong chuyện rồi. Em trai cái gì chứ? Là vợ mới cưới của ông cha đôi mù của tôi đó. Và với cô lớn hơn nó là con nít. Cô nói tiếng xin lỗi với nó trước đi mà. Tiểu Vũ, dì xin lỗi. Dì thật tình không cố ý mà. Xin lỗi là tốt rồi, tới lượt cậu. Không. Ê trời, cái thằng nhóc con này, sao con không hiểu chuyện gì hết vậy? Chỉ cần xin lỗi cô ấy một tiếng thôi là xong rồi. Không đó, tôi không hiểu chuyện. Tôi nói tiếng xin lỗi bà ta rồi. Ai xin lỗi với mẹ đã mất của tôi hả? Bóc máy gì chứ? Tiểu Vũ, nhóc con giỏi lắm đó. Hôm nay con dám gây chuyện lớn tới vậy luôn đó hả? 14 tuổi đã gây ra chuyện hàng xóm đều biết hết, nên cảnh sát cũng tới tận nhà can thiệp nữa. Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của con thì lỗi của ai hả? Lỗi của ai chứ? Dù gì cũng không liên quan tôi. Được rồi, ba hôm nay sẽ không nổi nóng với con, mà sẽ bình tĩnh nói chuyện phải quấy với con. Vậy bà hỏi con, chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu con mà là ba hả? Ba chỉ lấy ví dụ như vậy thôi nha. Con là ba, con làm gì, xử lý thế nào, làm sao giải quyết cho ổn thỏa? Con nói cho ba nghe đi. Nói thật lòng hả? Nói thật lòng. Rất là dễ giải quyết hả? Đuổi bà ta ra khỏi nhà rồi ly hôn, thiên hạ sẽ thái bình thôi. Con hả? Ba tính làm cái gì? Được, ly hôn có đúng không hả? Vậy còn đứa bé trong bụng cô ấy thì làm sao hả? Giữ con bỏ mẹ. Tiểu Vũ, mình đâu thể sống độc ác như vậy được hả? Chuyện đó đâu cần tôi lo lắm vậy. Tiểu Vũ, ba hiểu mà. Từ lúc ba cưới Tina về nhà còn oán hận ba, có phải không? Nhưng biết làm sao bây giờ. Nói thành sự thật rồi mà. Hiện giờ tim của ba được chia làm hai phần bằng nhau, một nửa ở chỗ của con, một nửa ở chỗ Tina và đứa bé trong bụng của cô. Nhưng ba mong là con có thể hiểu rõ một chuyện. Con là con trưởng của ba. Con có hiểu con trưởng không? Nếu ở thời xưa, con trưởng là người kế thừa ngôi vua, cho nên làm sao ba có thể bởi vì họ mà không xem trọng con chứ? Sao con không chịu động não suy nghĩ vậy hả? Vậy sao ba còn tìm mọi cách bắt tôi ra nước ngoài du học? Không phải muốn đuổi tôi sao? Nếu con có thể sống hòa thuận với Tina,
sẽ vẫn phải phí công ăn no, không ở yên, không có chuyện gì làm sao. Cô đừng quên, từ nhỏ con là ba thay từng miếng tả, đút từng muỗng cơm dỗ béo cho con đó, là nuôi con khôn lớn. Bà không có đỡ xa con hiểu chưa? Tiểu Vũ à, có phải bây giờ trong lòng của con đang nghĩ ba xem con như thứ gì đó gây phiền phức lớn, nên muốn đá con đi càng xa càng tốt không? Con sai rồi. Nè, tối hôm nay ba xem con như người đàn ông trưởng thành. Giờ cha con mình sẽ bàn về tương lai của con sau này, thấy có được không? Con nghĩ đi. Giờ con học cộng hết mấy môn lại với nhau hả? 200+ điểm, có phải không? Ở nước mình với số điểm đó chỉ vừa đủ với tới mức học trường dạy nghề thôi. Phải, ba cũng có thể bỏ tiền cho con học trường tư thục. Vậy còn sau này làm sao đây hả? Chẳng lẽ sau này con lại học ở trường học đại học tư thục hả? Tiểu Vũ, nghe ba nói đi. Học lực của các CEO, các công ty lớn hiện giờ đều được công khai cho mọi người biết đó. Con biết không? Sau này công ty của ba sẽ lên sàn chứng khoán, người chơi chứng khoán nhìn vào là thấy học lực của CEO này. Còn ai mua cổ phiếu nhà mình? Con nói có phải không hả? Với lại hiện nay công ty của ba sẽ sinh viên tốt nghiệp trường Thanh Hoa, Bắc Đại rất nhiều, ai sẽ nghe lời con hả? Ba có thể nhường công ty cho con quản lý, nhưng con giữ được chiếc ghế đó hay không hả? Tiểu Vũ, nếu như bây giờ con ra nước ngoài du học thì tình hình sẽ khác xa bây giờ. Con thử nghĩ coi hả? Sau này con thành tài về nước, nói sao cũng là dân đã đi du học rồi, cũng xem như có được hư danh. Với lại con ở nước ngoài đã học hành ra sao đâu có ai biết được đâu chứ hả? Ba đang cố tình kiếm cớ đuổi tôi đi, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Được, yên tâm, sau này chỉ cần là chuyện của con, chắc chắn ba sẽ đi trước bạn với con, có được chưa? Chưa được sự đồng ý của con, ba tuyệt đối không quyết định trước, có được chưa? Nhưng mà Tiểu Vũ à, con đã lớn rồi, đến lúc con phải nghĩ về tương lai sau này của con hả? Bỏ đi, trời cũng tối rồi, đi về với ba. À phải rồi, lát nữa con gặp dì Tina, con phải xin lỗi dì ấy đó. Chỉ là xin lỗi, không phải nhận lỗi đâu, có hiểu chưa? Đàn ông con trai mà hả? Bắt đặt phụ nữ làm người ta khóc mà không chịu thể hiện, làm sao gọi là đàn ông được? Phải xin lỗi hả? Như vậy thì còn được đó. Thôi xuống đi về, mau về nhà với ba. Cột đá lạnh lắm, đừng có ngồi trên đó hoài biết chưa? Rồi. Ôi trời. À, trời trời trời. Ba diễn đó hả? Dạ. Nè, tôi không nhìn ra khỏi nhục kế của ba thì không phải là con trai của ba nữa rồi. Đừng có nói bậy, xuống đi. Thật hả? Đỡ ba đứng dậy. Từ từ thôi. Một. Từ từ. Một hai. Đứng dậy. Đứng dậy. Ông bạn làm như vậy là không có được. Ba vậy á, phải mau kêu gì giúp việc nhà mình, mua cho ba cái gì à? Não bạch kim phong dưỡng cốt đông trùng hạ thảo, canh nhân sâm nữa, để bồi bổ lại, nếu không hả, sau này đáng lo lắm luôn đó. Cái thằng ranh con đang trù ẻo ba sao? Tự ba đi đây. Qua đây. Đỡ ba đi. Đơn giản như là làm quà với nhau. Chỉ tưởng khó cỡ nào. Đàn ông mà phải lấy lên được bỏ xuống được. Với lại ba của mình nói cũng rất đúng. Nói không chừng đối với mình thì đi du học còn là một chuyện tốt nữa. Ba mình nói cũng đúng. Mình như vậy, ba mình giao công ty lại cho mình cũng quản không nổi. Ê, đó đó, chị Châu của cậu là người Mỹ đúng không? Cậu hỏi thăm giùm mình nha. Đừng có nhắc nữa, chị ấy bị mẹ mình đuổi việc rồi. Đó đó, không phải cậu rất thích chị Châu đó vậy cậu sao? Lúc chị Châu dạy môn tiếng Anh cho cậu ở nhà, cậu thích nó lắm mà. Mình đâu có hiểu được thế giới người lớn. Tiểu Vũ, cậu xem cậu đi, cậu hạnh phúc biết mấy. Chỉ cần cậu chịu gật đầu, ba cậu có thể lập tức cho cậu đi ra nước ngoài du học. Cầm cầm cậu cũng không cần phải lo. Thường ngày cậu học giỏi đến vậy, nhắm mắt cũng có thể thi vào trường điểm. Nhưng các cậu hãy nhìn mình đi, điểm của mình không cao không thấp, tương lai của mình ở đâu đây? Cậu nói như vậy là mình không vui đó nha. Tương lai của cậu là được gả cho mình. Ba cậu đã hứa gả cậu cho mình rồi. Đại học Georgetown. Trường đại học này là trường quốc tế lâu đời ở Mỹ. Nó được xếp hạng thứ 16 toàn quốc.
Đây là học phí. Nó đã bao gồm học phí, chi phí ăn ở, phí tập sách và cả phí sinh hoạt cá nhân và chi phí đi lại. Ê, thấy sao? Cô có thích không? Cô xem môi trường xung quanh, mấy ngôi trường này thì là tốt đó. Ông Trương, đi bên này. À, những gì giới thiệu cho ông lúc nãy, ông có nắm rõ hết chưa? Nắm rõ rồi. Nếu có chỗ nào còn chưa hiểu, ông cứ gọi lại cho chúng tôi. Chuyên viên chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho ông. Mấy chỗ này là điểm quan trọng, cô đã đánh dấu cho con hết rồi. Con nhất định phải nhớ thật kỹ. Đó đó. Đó đó. Có chuyện gì vậy cô? Không, cô không cần gửi qua web chat. Cô cứ sửa chỗ mà tôi nói với cô đó. Sau khi sửa xong gửi qua mail là được rồi ha. Tôi sẽ online chờ cô. Sao khờ quá vậy? Web chat dung lượng nhỏ, cô cứ gửi vào mail trước đi. Vậy nha. Gửi nhanh lên nha. Đang bận sao? Ừ. Nè, giờ anh... Nè. Nè. Ừ. Anh có chuyện muốn nói với em. Nói đi. Theo anh thấy cô tưởng... Cô tưởng nó dạy... Anh không phải nói cô ấy dạy không tốt. Người ta là gia sư chuyên nghiệp, tất nhiên là dạy rất tốt. Chỉ là anh thấy... Có phải cô ấy... Phải nói làm sao ta? Hình như không hợp với Đó Đó cho lắm á. Nên lúc dạy... Hồi nãy anh ngồi ở ngoài có quan sát một lúc, anh cảm thấy Đó Đó lúc học có chút không chú ý. Còn cách giảng dạy của cô ấy cảm thấy không được thu hút. Cái gì mà không được thu hút? Mấy môn học này vốn dĩ rất khô khan mà. Anh làm sao bắt cô giáo giảng cho sinh động được? Đúng, 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 đúng. Thi cử mà tất nhiên là khô khan phải thuộc lòng. Nhưng mà anh cảm thấy, cứ thấy nó hình như lúc Đó Đó nghe giảng bài chẳng chút hứng thú gì hết trơn á. Nó không bao giờ tập trung nghe. Phải rồi, những gì Châu Gia Thành giảng thì ai cũng hứng thú. Không chỉ Đó Đó mà cả anh cũng hứng thú nữa. Nhưng còn bộ tiểu thuyết đó thì sao? Có thi nó không? Anh nói cho em nghe đi, có thi nó hay không? Không thi. Thì đúng rồi. Anh có hứng thú sao? Anh có hứng thú hay không thì trong lòng anh rõ nhất. Vợ chồng già cả rồi em còn ghen tuông gì nữa chứ. Chẳng có vị chua nào cả, toàn ngọt thôi. Nè, anh thì cảm thấy chắc chắn là Đó Đó đang có chút vấn đề tâm lý. Có vấn đề tâm lý gì chứ? Anh đừng có tối ngày thần hồn nhắc thần tính nữa, sợ này sợ nọ. Con cái học hành không mệt sao được? Anh nhớ lại đi, lúc chúng ta học cấp 2, cấp 3 đó, ngày nào chẳng dậy. Dậy thì sớm hơn gà, ngủ thì muộn hơn chó, làm thì nhiều hơn trâu. Hai con mắt từ sáng tới tối lúc nào chẳng như vậy. Hai con mắt như vậy thì đúng rồi. Mệt rồi thì có nghĩa là gì? Là tiến bộ đó. Còn ngày nào cũng tươi phơi phới như vậy thì sao? Nhìn cái là biết học hành chẳng ra gì rồi. Nhưng mà anh cảm thấy chuyện của Đó Đó nhà mình cũng phải tìm hiểu lại. Theo anh thấy thì... Không cần phải tìm hiểu, em nói cho anh biết. Phương Duyên, bây giờ em đang nhức đầu với hạng mục SAB này. Tất cả tinh thần của em đã dồn vào đây rồi. Nó sẽ quyết định em có được lên chức giám đốc khu vực hay không. Nó là một đề án rất quan trọng. Nếu như anh chỉ nói mấy chuyện lặt vặt linh tinh thì đừng làm phiền em. Anh cũng không cần phải thông báo cho em biết. Trời ơi Mia, tôi chờ cô từ nãy tới giờ đó. Thôi cô đừng nói nữa, cô thêm mấy câu này vào cho tôi đi. Tôi đọc cho cô ghi nè. Doanh nghiệp sản xuất các dòng mỹ phẩm ở nước ta, nếu muốn thiết lập vị thế bất bại trên thị trường trong nước và muốn tiến vào thị trường quốc tế thì phải nhận thức đúng đắn sự khác biệt của mình và doanh nghiệp nước ngoài. Sao cô khờ quá vậy? Uổng công tôi đã đọc. Thôi tôi gửi cho cô. Cô làm xong xuôi hết thì gửi vào mail cho tôi ngay nha. Ê, trời ơi. Em bây giờ bận ghê ha. Sinh lực hừng hực. Làm việc xong sớm rồi mình đi ngủ sớm được không? Ừ. Có nghe hiểu ý em anh biết không? Rồi. Ờ, được. Anh còn không đi hả? Ờ, đi thôi. Đi. Thôi vậy. Cảm ơn mọi người đã cố gắng thực hiện đề án SAB. Bởi vì đề án này đã mang lại những lợi ích rất là lớn cho công ty, hội đồng cổ đông thống nhất quyết định đưa hai khu vực tiêu thụ hợp lại thành một khu vực lớn Đông Hoa. Hội đồng cổ đông thống nhất quyết định thăng chức Jesse làm giám đốc cả khu vực.
Đây nè, làm phó giám đốc cả khu vực. Mau, thành thật xin chúc mừng hai người. Chúc mừng, chúc mừng. Cố gắng lên. Jessie, chúc mừng cô. Cô giỏi quá. Sau này tôi còn phải học hỏi ở cô nhiều cùng lắm. Cùng nhau cố gắng. Chúc mừng. Cảm ơn. Anh à, em được thăng chức giám đốc khu vực rồi. Tối nay anh rảnh không? Mình hẹn nha. Thăng chức rồi sao? Thăng kiểu này cũng nhanh quá. Bà Đồng, bà Đại Đồng, thưa bà Đồng thân yêu, xin chúc mừng em thăng chức phát tài ha. Đi đường thì đừng bước quá nhanh, coi chừng làm rách đôi giới dưới chân. Con về rồi đây. Ê, con cưng về rồi sao? Đây đây đây, đưa cặp đây cho ba. Đói cho con, để bà nấu gì cho con ăn nha. Hả? Không đói. Con sao vậy? Sao nhìn buồn quá vậy? Hả? Bà đừng có hỏi nữa. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Con bình thường, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Đây đây đây. Buồn ngủ sao? Chắc do sáng nay dậy sớm quá, có phải không? Phải không? Để bà rót ly nước cho con. Uống nước lạnh được không con? Để con tỉnh táo một chút. Uống nước đi. Hả? Bà đi đi, con muốn yên tĩnh một lát. Nói bà nghe xem. Hôm nay con đã ngồi ngủ gật trong giờ cô dạy toán. Cô dạy toán đã gọi con dậy rồi mắng con một trận. À, ra là ngủ gật trong lớp. Không sao, chuyện này không sao. Nói con nghe, hồi nhỏ ba cũng từng ngủ gật trong lớp đó. Thật mà. Hồi kỳ ba đang học cấp 2, thường ngủ gật lắm trong tiết học toán. Còn hồi học cấp 3 là môn vật lý. Ba còn nghĩ có nên mang theo cái gối vào ngủ hay không. Ủa? Ba đừng có sợ nữa, con không ôi, sao. Ôi, hình như sốt rồi á. Qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Mở miệng ra, ngước lên. Nói à coi. Trời. Ê, amidan có hơi đỏ. Nghỉ đi ha, ba đi lấy thuốc cho con uống. Uống vitamin C ha. Lát ba quay lại ngay. Hình như con bé có hơi... Cảm rồi hả? Không phải, amidam có hơi đỏ một chút. Chỉ một chút thôi, sốt nhẹ. Về nhà là làm bài tập ngay. Làm 6 tờ. Còn nói lúc nãy con bé đã ngủ gật ở trong tiết toán, bị cô giáo khiển trách nữa đó em à. Trường học gì mà khắc khe quá trời, phải thả lỏng cho người ta thở một chút. Thả lỏng cái gì? Con bé ngủ gật trong lớp, anh còn muốn thả lỏng nữa? Không phải, ý của anh không phải không quản. Ý anh nói, có thể nào giảm bớt áp lực? Hay là mình đừng ra ngoài ăn nữa? Ở nhà nấu mấy món ăn mừng em được thăng chức. Mình có thể uống vài chai vang đỏ, rồi mấy quả chuối. Anh còn hầm cho em canh trứng gà với cà chua. Canh trứng gà cà chua? Cần phải hầm sao? Lên chức giám đốc là lên mặt. Canh trứng chọc em chút thôi, không phải là canh trứng. Đó đó. Thả lỏng đi. Anh Phương à, anh phải trực suốt đêm rồi, còn không mau về nhà nghỉ nữa sao? Thì bởi vì con gái của tôi đang phải kiểm tra nguyên tố vi lượng. Tôi ở lại chờ kết quả đó mà. Anh đó là một người chồng gương mẫu nhất trên thế giới này luôn. Cả trái tim đều dành hết cho vợ và con cái. Tôi thấy nha, anh là nhờ vợ quán nghiêm á. Đúng rồi, có thể nói như vậy á. Cũng vì con cái thôi mà. Hả? Tôi đi trước đây. Được được được, anh đi làm đi. Sư phụ à, trưa nay em sẽ gửi kết quả của đo đoá cho thầy. Em thấy không vấn đề mà, sao thầy nói thầy đang chờ kết quả? Tôi lừa giải thích đó mà. Tôi là thấy ngoài đường kẹt xe, nán lại chút chờ hết kẹt xe rồi mới về. Với lại cũng hơi mệt, hiếm khi được yên tĩnh vậy, nghỉ một chút. Vậy thầy có muốn uống chút gì không? Để em đi lấy. Được, cảm ơn. Sư phụ.
Đây là lần đầu tiên em nghe thầy nói là thầy mệt. Nhà có cả đống chuyện mệt quá. Theo quan niệm của Trung Quốc, nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc bên trong. Đàn ông thì lo kiếm tiền xây dựng sự nghiệp, còn phụ nữ thì hy sinh vì gia đình. Hai cái so lại, em cảm thấy sư phụ, em thấy... Thầy rất yêu công việc, yêu gia đình. Em thấy thầy là người giỏi nhất. Hiếm khi có người bạn nước ngoài khen tôi vậy. Tôi giỏi gì chứ? Chỉ giỏi mổ cườm mắt. So với bác sĩ khác, có thể cái ghép gan, kết nối mạch máu tim, tôi còn kém xa lắm. Tôi cũng như là một thợ thủ công. Mổ cườm mắt thì có gì không tốt? Chuyện này sao so sánh được chứ? Ba của tôi thường nói tôi là người không làm được gì, cả đời này chỉ biết mổ cườm mắt. Sư phụ, em có một chuyện này em nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Từ hồi em dọn tới chỗ này đó, bất kể là bác sĩ hay bệnh nhân đi nữa, sao họ lại rất sùng bái những khoa như nội khoa gan hay những khoa lớn như não và tim. Nếu họ không có làm cái gì mà Leonardo robot hoặc là hệ thống tuần hoàn bên ngoài thì cứ như là không phải chuyện gì lớn. À đúng rồi, thầy có biết ở nước Mỹ bác sĩ được yêu thích nhất là ai không? Khoa mắt. Sai, là nha khoa. Hả? Vì họ là những người giúp ích cho nhiều người, có thể tự tin nở nụ cười. Cho nên thầy không cảm thấy một bác sĩ có thành công hay không chỉ dựa vào độ khó dễ của phẫu thuật. Như vậy thì thật không công bằng. Đúng, tôi thì thấy sao cũng được, tôi chẳng so bì với ai. Đều là bác sĩ, chỉ cần mang sức khỏe vui vẻ cho bệnh nhân là được, là có giá trị rồi, vậy cũng tốt lắm rồi mà. Excellent, nghĩa là đúng rồi, thầy giúp nhiều người nhìn lại được ánh sáng. You are the best. You are the best. Cách nói ABC của cô hơi quá rồi á. Em đâu có nói quá đâu, những gì em nói đều là thật lòng. Tóm lại, không quan tâm người khác nghĩ sao, em vẫn luôn luôn ủng hộ thầy. Được, được, cảm ơn. Đi đi, mau qua dọn đồ đi, tôi thức cả đêm rồi. À đúng rồi, sư phụ, thầy còn chưa nói em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. À thì đó đó, con bé nó đi đo dư lượng nguyên tố sức khỏe không được tốt cho lắm, chịu áp lực học hành quá lớn. Tôi tính kêu con bé thả lỏng chút, bây giờ không kêu nó như vậy cũng chẳng biết làm cái gì nữa. Tôi chẳng biết làm sao. Con bé đã phải chịu áp lực rất lớn. Em có một cách rất hay. Chu Tử Thông, em phá gì nữa vậy? Đừng ảnh hưởng bạn khác học bài. Em Phương đó đoá đâu? Theo cô ra đây một lát. Đó đó. Chào cô Cao. Ba. Vậy tôi đưa con bé về nhà trước. Dạ, được. Sức khỏe của cháu nó quan trọng nhất. Đi đi. Dạ, cảm ơn cô Cao nha. Chỉ là tái khám thôi. Ba, con không có mang cặp con. Không theo. Sao, ba nhắn WeChat cho cầm lấy giúp con đi có thôi. Có phải là sức khỏe của con không ổn không? Không có. Đây là nơi mà ba muốn dẫn con tới đó hả? Đúng vậy. Con thấy có vui không? Thấy có vui không nào? Dạ vui lắm. Ơi, ba có ngồi thuyền hải tặc không? Đoán xem là ai? Không phải là mẹ hả? Chắc chắn không phải là mẹ rồi. Là chị dâu. Chính xác nha. Trò này tôi không dám chơi thật. Nó đó có hỏi tôi còn tưởng tôi sẽ chơi chung với nó. Chị dâu chơi với con, mới đi mua đồ nha. Được rồi, lát nữa cho biết rồi sao. Gần đây em
chỉ sợ là mẹ thất vọng thôi. Sao phải tạo áp lực cho chính mình như vậy? Làm vậy dĩ nhiên không có tinh thần. Em có biết lúc chị học năm lớp 9 chị đã làm gì không? Chị đã trốn học và đi đánh nhau nữa. Không phải chứ. Chị còn thích một anh chàng trai da đỏ nữa. Là thật sao? À, chị ơi, chị nhìn phía trước đi kìa. Cái này là ở đảo Phục Sinh. Giống người da đỏ quá. Dễ thương quá. À, chị nè, hồi lúc nãy chị có nói là chị thích một anh chàng người da đỏ. Vậy ba mẹ chị không thấy lo hả? Không phải chắc họ đã giận lắm hay sao? Bởi vì ba mẹ chị hiểu rất rõ, lúc học thì chị lúc nào cũng rất nghiêm túc, nhưng còn những lúc vui chơi, chị cũng chơi rất điên cuồng. Chị đã thi đậu trường đại học nổi tiếng còn gì. Chị luôn cảm thấy em thiếu thiếu thứ gì đó. Với chị mà nói, cái em thiếu chính là chơi. Em là đứa bé thông minh nhất mà chị đã từng gặp. Em chỉ cần tháo gỡ được cái nút thắt ẩn chứa bên trong lòng em. Lúc vui chơi thì vui chơi hết mình, còn lúc học hành thì phải nghiêm túc học hành, thành tích nhất định sẽ nâng cao thôi. Ê nè, chơi có vui không? Ồ, chơi vui không nào? Nè, con đưa áo cho ba, đưa đây. À, uống nước đi. Quá, thịt gà. Con đã đưa ra một quyết định rất là quan trọng. Con quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ làm giống như con chị Châu nói. Con sẽ study hard and play hard. Chơi hết mình, học hết sức, có phải đúng, không? Đúng, đúng. Có nghĩa lúc vui chơi thì sẽ vui chơi hết mình, còn những lúc học thì phải học hết sức. Chính vì vậy, hôm nay con sẽ chơi hết mình, bắt đầu từ ngày mai con sẽ học hết sức. Ồ, giỏi quá, mau mau ăn thịt con gà đi. Con đi chơi đây. Con ăn chút gì đi, con đã đi chơi nè. Cẩn thận đó. Nhớ cẩn thận nha, đi từ từ. Dạ. Nè, cô xem, những người làm cha làm mẹ chúng tôi cũng đã từng nói câu này vậy. Nói cái gì là study hard and play hard. Nói gì thì nói, cuối cùng quên mất câu play chỉ có study. Nhất nhất là mẹ con bé, không chỉ mẹ con bé còn tôi nữa. Có lẽ hầu như tất cả các phụ huynh ở Trung Quốc đều như vậy. Biết rõ là nên để cho con vừa học vừa chơi, lúc chơi thì chơi cho thỏa thích, lúc học thì phải chú tâm. Nhưng mà khi tới thời khắc then chốt, chuyện vui chơi đó chẳng hề nhớ tới. Như hôm nay cũng là tôi lén dẫn con bé ra ngoài chơi, chỉ còn lại học hành thôi. Nhiều khi suy nghĩ, bậc làm cha mẹ nói thật lòng mình muốn có thể làm được theo câu đó thật không dễ dàng chút nào. Tại sao lại không dễ? Ví dụ như Daddy và Mommy của em, từ trước tới giờ họ không bao giờ cưỡng ép em phải làm những chuyện em không thích. Thường thì ba mẹ đưa ra những lựa chọn để cho em chọn. Giờ mình cứ lấy chuyện em về nước để thực tập lần này mà nói đi. Em đã nói với họ em muốn tới Trung Quốc để làm việc, rồi họ chỉ có nói với em you are make a great decision. Là ý gì vậy? Có nghĩa là con đã đưa ra một quyết định rất hay. Ê, câu này thật đúng là không dễ nói ra. Để chắc là do sự khác biệt giữa văn hóa hai nước. Tôi cũng là làm cha, cô kêu tôi nói cái câu con bé đưa ra quyết định và tôi nói đó là một quyết định hay. Câu như vậy thật khó nói ra. Thật ra em cảm thấy tính cách của đôi đó cũng giống với tính cách của em. Hay là vậy đi, thầy cho em ấy qua Mỹ du học đi, em làm người bảo lãnh cho em ấy. Làm vậy không những có thể giúp em ấy giảm bớt áp lực học tập, mà còn có thể giúp em ấy phát triển tốt hơn những tài năng thiên phú của em ấy. Cô làm cách nào để bảo lãnh? Cô vẫn còn là đứa trẻ, làm sao mà để bảo lãnh? Không phải chuyện này cho đi du học. Thực ra bây giờ em gái của tôi đang ở Mỹ, em gái của tôi qua bên Mỹ để du học, nhưng mà bây giờ sống ở Mỹ cũng không phải không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà ở nước ngoài người ta vấn đề học đường, môi trường sống bên đó cũng tương đối phức tạp. Phức tạp? Làm sao mà phức tạp chứ? Mấy trường quốc tế tuyển sinh và các du học sinh đều rất tốt mà. À không, phức tạp mà tôi nói cũng không phải. À thì cũng tùy thôi ha. À, lúc trước ở công ty của mẹ đó có một đồng nghiệp, cái chị đó có đưa con học ở trường tư, nghe nói trường đó đứng top 50 hay bao nhiêu đó cũng nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng mà trong trường hợp đó sẽ là bạo lực học đường. Con chị ấy bây giờ thì về nhà rồi, hồi kỳ trước còn bị mắc triệu chứng bệnh lo âu, rồi còn trầm cảm nữa. Tôi thì thấy lo. Cô nói đó qua bên đó. Thì đúng là nhát gan thật. Bạo lực học đường đúng là có, nhưng thực ra pháp luật ở bên đó đối với những chuyện như vậy quản lý cũng rất là nghiêm ngặt. Chuyện này thì đừng có lo. Với lại nữa, hồi kỳ lúc em còn nhỏ, em qua bên Mỹ, em cũng bị mấy thằng con trai bên đó cứ thấy mặt em là chửi thề với em. Nhưng nhìn em xem bây giờ không phải em rất bình thường sao? Trung Quốc cũng có, nhưng mà theo tôi thấy thì đó cũng vẫn còn nhỏ. Em ấy còn nhỏ, đó đã 14 tuổi rồi đó. Bây giờ em ấy đã là một big girl rồi. Trong tương lai tới em ấy sẽ có thế giới của riêng mình. Thầy đừng tối ngày cứ xem em ấy như một đó ở trong phòng kính được không? Thôi, uống đi. Uống đi ha. Cô cứ để tôi suy nghĩ thêm cái đã. Nhưng mà nói cho cùng á, chuyện đó trời ơi, làm ba giật cả mình nè. Ba, chúng ta đi chơi thuyền hải tặc. Ba không dám chơi cái đó. Nè. Đi thầy. Ba không đi, ba sợ cái đó lắm. Đây, con bảo vệ ba. Đi một lần là hết sợ liền nha. Cô ngồi đây giữ đồ giùm tôi nghe. Em ở đây giữ đồ.
Chơi cái nào vậy? Đi, ở bên đó đó. Cái nào? Đâu đó. Dạ. Chuyện hôm nay con phải giữ bí mật với mẹ nha. Con đâu có ngốc, sao phải nói với mẹ chứ? Con xem, vừa nhắc tới mẹ thôi là nổi giận đùng đùng rồi. Gần đây mẹ con phải giành chức giám đốc khu vực dễ nổi nóng. Hôm nữa nhém lấy nước trà để tắm, thật đó con đừng đổ thêm dầu vào lửa. Không phải là mẹ đã thăng chức rồi sao? Đúng là như vậy, thăng chức rồi. Con xem đến mỗi một câu chúc mừng cũng không có. Mẹ con buồn lắm đó. Điểm thi anh văn kỳ trước có 79 điểm. Rồi, ngồi xuống đi. Con thi 79 điểm, mẹ có nói tiếng nào không vậy? Không nói một tiếng nào hết, tính ra con như vậy là kém xa mẹ con lắm đó. Đó, mẹ con cũng không dễ gì thật mà. Con xem mẹ ở trong công ty cố gắng cỡ nào, biệt hiệu sát thủ Lion. Lion là tên của Nam mà. Trong công ty mẹ con còn mạnh hơn cả Nam. Nhưng mà con xem lúc mẹ con ở nhà, thỉnh thoảng có lúc mẹ con la mắng con mấy lần. Con hơi nóng tính với con có đúng không? Nè, nhưng mà như vậy không phải là đang nóng thật. Nhưng dù mẹ con có nóng thật đi nữa, mẹ cũng sẽ chủ động làm quà với con, nhận lỗi với con mà, không phải vậy sao? Con đừng như vậy, phải nghe theo lời ba con. Con cũng trọng lượng một lần. Lát nữa về nhà chủ động tới gặp mẹ, chúc mừng mẹ thăng chức giám đốc khu vực đi.